xã, bốn đại đức của Đức Phật. Chữ từ là gì? Từ là thương xót. Bi là gì? Bi là cứu khổ. Hỷ, hỷ là ai làm lỗi với mình, ta biết nhận lỗi mình xóa bỏ hết, không thù không giận không buồn. Phải tập theo bốn đại đức của Đức Phật. Chứ mình tu mà mình không có coi chế bản giảng sám giảng của thầy của Phật cho nó đúng lý rồi mình làm theo ý của mình không là nó không có đúng, bà con ơi. Nhiều khi nó sai nó trật lắm. Còn nhiều khi bởi vậy tu mà nhiều khi tu lâu quá mà nó mờ nó lu lắm, không có sáng suốt đạo là gì. Tu vậy đâu có ai nhờ. Bây giờ nói qua cái cảnh mà cái chiến tranh này nãy đó, là sau này chết dữ lắm. Khởi đầu là ở Âu Châu, chấm dứt là tại nước cấm. Tại nước cấm. Nhưng mà con mới ráng tu hành mới khỏi. Chứ ổng nói cái này là tu rùng rợn lắm nè. Ổng nói còn một nạn cột kèo xa vách, người không tu sạch bách không còn. Thầy nói gan chứ đâu có sai chỗ nào. Tới cái thời kỳ sau này lập hội, cái người không tu là chết hết, không có còn người nào hết. Rồi còn người hiền không mới lập hội được. Thấy không? Chứ không phải tôi nói đâu, cái đó là Phật nói, tôi nghe là Phật nói. Tôi mới nói cho bà con cô. Bà con hãy ráng tu nè. Ông Phật nói nè, pháp tài Phật để trên cao, ai mà dối tới Phật trao cho mình. Mà mình ở dưới thấp, mình không có đi cao thì mình nghĩ xem thế gian mình lo cho gia đình, cho bản thân mình, cho gia đình mình, chồng họ mình. Nhưng mà sớm chòm xã hội mình không để tâm tới thì mình ở dưới thấp lắm, không có dối cái pháp trên cao của Phật được. Thấy không? Ra cái pháp của Phật nó mầu nhiệm lắm, thành ra mình phải dối lên cao mới được cái pháp của Phật. Mà thôi để chia sẻ đó, mà Đức Thầy cũng nói là thiên cơ biến đổi càng qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Tôi nói thiệt, đây nè giảng thầy đó, thiên cơ biến đổi càng qua, biến đổi là xoay chuyển thay đổi, không có còn nguyên dạng gì nữa đâu. Càng qua tức là chiến tranh chết chóc khổ sở, gẫm trong thế giới nè. Ông nói là thế giới chứ không phải nói đất nước gì nào, mình cả thế giới đều chịu hết. Còn có đôi ba phần rồi. Vậy như vậy đó, Đức Thầy mới thương mình, Đức Thầy mới gắng sức mà kêu gọi, viết kinh giảng ra kêu gọi cho mình, cho mình thức tỉnh, mình tu lành. Rồi ông nói mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Hội này là hội nào? Hội này là hội chót. Tại sao để giải nghĩa cho chỗ chót à? Chia sẻ bà con chút chỗ chót này. Chót là thí dụ như ban ngày nè, ta đưa đò tối ngày, nhưng mà phân ra ba cái thời kỳ. Một là sáng, giá sáng người ta đi đò qua để mua đồ mua đạc, hết đồ rồi thì ta về đó. Mà mình không đi buổi chợ sáng thì còn buổi chợ trưa ha. Mình chạy buổi sáng còn buổi trưa, rồi mình đi buổi chiều trưa đi, mà buổi chiều trưa mình không đi nữa thì nó còn chỉ có buổi chiều, cái buổi chiến chiều. Chiến chiều mà thường thường ta kêu bằng chiến chót, thấy không? Chiến chót là chiến chót. Nhưng mà nếu chiến đò chiều mà chiến đò chót mà bà con không bước xuống đó, đi đó, thì rồi bà con kẹt bên đây luôn. Đò chiều chiến chót gần tách bến, trần chờ lỡ dịp, tức là không biết xuống đò đó khi bằng lỡ. Trần chờ lỡ dịp ắt chơi dơi, tức là ở dưới này nữa. Ở dưới này biển mê sông khổ này là chịu. Xuống lên luân trầm chuyển kiếp, trong ba cõi sáu đường không có dứt. Làm người thì nó đỡ à. Làm người mà người không biết tu rồi trở xuống hạ xuống làm một sò thú rồi, không biết bao nhiêu biết bao nhiêu kiếp mới trở lên làm cái người rồi. Chứ không phải nói chơi đâu. Bởi vậy ông nói ở trong tim não người ta, nhiệm màu có đủ răng mà phát minh, chớ để đến thui sình mất xác, lỗi công sanh phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại kiếp người khó thay. Làm người được là mai muôn thuở, cũng là do xưa có nghiệp lành
Bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ đặng trở thành Phật tiên. Đó, tôi nói một đoạn này bà con vì cứ nghiền ngẫm nghe cái câu này, cái khúc tôi nói đi, bà con sẽ sớm thức tỉnh. Chớ để đến tôi sình mất xác. Mất xác rồi là sao nữa? Lỗi cái công sanh nè, cha mẹ mình sanh ra kiếp này nè. Mà mình không có đền đáp cái ông ân tổ tông cha mẹ. Thì cha mẹ còn sống lo ăn cho ăn, chứ còn cha mẹ chết rồi cho ăn gì nữa. Lại cúng mình thờ sanh mình ra đó. Để cha mẹ mình sanh mình ra để sanh cái trứng gà trứng vịt ông bán có tiền ông xài lại còn đỡ hơn là sanh mình rồi rốt cuộc rồi mình không có tu, tức là mình làm khổ cha mẹ không. Mà mình không có, cha mẹ mình chết rồi mà mình không có hàng đêm mà cúng lại để cầu nguyện. Nhị nguyện cầu cho củ quyền thất tổ tịnh độ chúng sanh. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long bất thọ phụ mẫu quá khứ mới trực giảng cây bước. Nam mô tứ nguyện cầu cho bá tánh vạn dân đền đáp ơn bá tánh vạn dân. Ở quan đất nước là ân tam ân của huyện tổ ông bà nè, ân đất nước là ân tam bảo nè, ân đồng bào nhân loại nè, bốn ân đó mình đền, mình mới là vừa làm xong cái bổn phận làm người rồi mình phải giữ 10 điều ác đó, 10 điều ác không gây nợ nữa, tức là mới xong bổn phận làm người đó. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói nè, đến ngày biển cạn non mòn, biển cạn non mòn là nghĩa là cảnh thế gian này hết rồi đó, cuối cùng của cái buổi hậu ân này đó là chuyển sang hậu ân đó. Đó chuyển sang cái buổi thượng ân đó là biển cạn non mòn đó, tứ ân đã trả. Mình cái tứ ân trả thì nó dễ lắm, không phải khó. Một là ân tổ tiên cha mẹ, là mình đó, cha mẹ mình sanh ra chịu biết bao nhiêu điều khổ nhọc đó, đọc trong cái tứ ân đó bà con thấy đó, cái ân cha mẹ là cái ân thật là trọng đại. Mình sanh mình ra mình cũng phải là đền đáp bằng cái sự lễ phép phiêu thảo đó. Rồi ông bà mình, cha mẹ có chết rồi, hàng đêm mình cũng cầu nguyện cho cha mẹ ông bà mình nhờ Đức Phật từ bi cứu dẫn linh hồn về cực lạc. Rồi cái ân đất nước đó, bây giờ mình già rồi như tôi chú đâu có đền đất nước, đâu cầm súng bảo vệ quê hương. Nhưng mà bây giờ ở nhà không phải như vậy mới là đất nước là nhiều cái phương cách địa đàn lắm. Bây giờ chú đây nè, ở nhà nè không có bằng được, cái bây giờ tăng gia sản xuất bằng ruộng bằng rẫy, có ra bán là cho bán hàng bán là cho nhà nước sức cho thế giới. Mình có công siêng năng để lo lắng cho gia đình mình khá giả, mà đất nước cũng được khá giả, cũng đền ơn đất nước vậy. Sao không chứ đâu phải cầm súng. Mình quá tuổi rồi. Rồi sống trong cuộc đời hàng ngày đừng có làm gì sai pháp luật để cho chính quyền người ta mời tới mà lui, tránh cái đó rồi mới không phạm vào ân đất nước, cũng đền ơn đất nước rồi, thấy không? Để cho công an, cho hay là chính quyền người ta lo lắng cho những người nghèo khổ, để mình ăn nhậu hay là làm cái gì rồi đó, sai với pháp luật người ta bắt mình, ta này kia cái nọ là mình phạm vô là chưa đền ơn, ngày đó chưa đền ơn đất nước nữa, phạm điều đất nước đó chứ không có chơi đâu. Đó rồi mình ăn ở ngon lành không phạm pháp gì, mình làm ăn có mình bán ra cho xã hội, đó là mình siêng năng, mình lo cho mình là lo cho đất nước luôn, lo cho xã hội luôn đó. Nó đạt được luôn ơn đất nước đó. Còn đồng bào nhân loại là gì? Mình mà ngang đây ai có nghèo khổ thì mình có tiền mình giúp, không có thì mình giúp bằng lời nói, cũng đền ơn cho đồng bào nhân loại được, thấy không? Ai nhà ta hư ta lợi thì mình lợi coi có cái gì mình giúp được mình giúp, mình nhảy lên mình lợp, mình đưa cái cây cái cối gì cho người ta, nó cũng có công, cũng có nghĩa đền qua trời đền ơn cho đồng bào nhân loại. Còn ơn tổ thầy đó, hôm nay sở dĩ tôi không có dám lên đây nói đâu, nhưng mà sở dĩ nói đó, là người lớn ông già rồi, ông có biết cái gì đạo đức của đức thầy kinh giảng, ông chia sẻ bà con ta cái thời kỳ này khổ sở lắm, chiến tranh khổ sở chết chóc đau bệnh. Ông nói những người nào có duyên với ông ta tu hành ông cũng được cái phước, cũng đền đáp ơn cho thầy tổ. Đó rồi tôi mới nhớ lại, mình có lòng giúp người ta rồi có người có duyên với mình, có mình nghe ta nghe cái mình ta tu. Đó là mình chứ mình ráng tu cầu ngay thẳng chân chánh, khi nào mình hoàn toàn đạo hạnh rồi mình đền ơn tổ thầy mới rút đó.
Rồi tôi mới nhớ lại, tôi thầy nói tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thạng ai chăng. Đó, rồi nói thêm là cả tiếng kêu cùng các chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng cao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lệnh, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Tôi nghe cái lời nói này tôi mới chấp nhận, rồi tôi mới nói cho nó thâu vô mê. Rồi thứ hai nữa là cái ngày 21 rồi là của ông Trần Nhân Thành đó, tôi có đi xuống Lò Đèn, cái cô gặp tôi gặp cô đó ở Kiên Giang, tôi có lên năm bảy mạng rồi, cái tôi gặp cái cô đó ở Kiên Giang, cô Hằng Kiên Giang á, bữa nay hổm lại tôi quên không có nhắc cô Hằng, cô Hằng Kiên Giang cô gặp tôi cái cô rồi ông già này tôi coi trên mạng coi ổng là hổm lại tôi coi ổng không nè, lâu lắm rồi mà tôi không có biết ổng ở đâu, nhưng bữa nay gặp ổng là mai cho tôi. Thế tôi nói mai sao cô hai, cái ổng bả mắt tôi lại, cái bả kêu nước tôi uống rồi, nói vậy với cô gia đình đâu, tôi nói tôi ở Kiên Giang lận, ông có bữa nào ông quẩn xuống dưới chơi, tôi nói không, có Kiên Giang là tôi không đi, bị xa quá tôi không có đi dưới được, để khi nào có nhân viên á mới đi được, chứ không phải là không đi, nhưng chừng nào có nhân viên mới đi được. Và hỏi cô tên gì, nói tôi tên Hằng. Rồi hỏi vậy chứ tôi nói thiệt với ông hả, tôi nghe ông nói là tôi ăn phát nguyện tôi ăn chay luôn tới giờ mấy tháng rồi đó, cái tôi mới vậy tôi bắt đầu mới hỏi, tôi hỏi thôi bây giờ cô nói nghe tôi nói trên mạng mà cô thức tỉnh qua lời của thầy nói mà cô tu, nhưng mà cái khúc nào câu nào đâu cô nói tôi nghe coi. Ông nói cái thời kỳ này á, ông Thành không thua ông Thành cũng chết nữa chứ đừng nói mình, tôi thức tỉnh cái câu đó mà tôi ăn chay tôi tu hành luôn. Tôi nói thôi vậy là cô cũng có nhân viên với Phật với thầy sao. Thôi tôi bữa nay tôi nhắc lại chút xíu có phớt chỗ đó, là cái câu này cái câu của Đức Thầy nói với ông thiếu tướng Lâm Thành Nguyên, thiếu tướng Trần Quang Sái. Có lúc đó là Đức Thầy với ông Trần Quang Sái không à, thì Đức Thầy mấy giờ mà ông Trần Quang Sái mà Đức Thầy mới nói rằng cái thời kỳ này tôi xuống giải đạo của đời tôi chỉ cứu có hai dạng người thôi, hai dạng người tức là hai hạng người đó. Nó nói hai hạng người đi dễ hiểu, hai hạng người. Cái ông Trần Quang Sái nghe nói như vậy ổng chụp hỏi liền, nói thầy cứu hai ngàn người người ấy mà có con không thầy, vì ông là thiếu tướng mà ổng có công trận với đất nước mà ông nghĩ ông chết luôn làm thành thôi, thì ra cái tu ổng cũng không có tu không làm tướng rồi sao rồi cũng làm thành vậy. Ông nghĩ vậy á, rồi cái ổng mới hỏi như vậy có con không thầy, thì thầy nói tôi cho ông biết nha, cái thời kỳ này ông Thành không thua ông Thành cũng chết nữa nghe đó. Rồi Đức Thầy nói vậy, cái Đức Thầy mới giải thêm, phải nói bây giờ tôi nói ra coi, ông có nằm trúng trong hai ngàn hạng người này là ông còn, mà ông không còn không có trúng trong hai cái hạng người này là ông cũng tiêu luôn. Tôi xuống dạy đạo cứu đời lần này đó, tôi chọn có hai hạng người, một dạng là trung với hiếu, một dạng là hiền với lương. Đúng thế, đầu tiên có hai cái dạng, cái hạng người này ông có nằm trong hai hạng người này không thì ông còn, mà ông hả ngoài hai người hạng người là ông tiêu luôn. Tôi kể câu chuyện này đó, bỏ mới sợ bỏ tu đó, thành ra bây giờ cái chiến tranh vậy, thành ra thầy có dạy rõ ràng mình cũng dễ làm với bà con ơi, trung hiếu với hiền lương là còn mà không trung hiếu hiền lương là chết, tại vì ông bà mình sanh mình ra mình không đền đáp lại. Bây giờ lỡ cơ hội đó cha mẹ mình còn nhỏ xíu, mình chưa biết làm hiếu thảo gì hết, bây giờ cha mẹ ông bà mình qua khỏi rồi, cái thời kỳ mình lớn rồi không có đền lúc nhỏ được, bây giờ mình tu cầu tu cầu cứu giấc lỗ tâm với cho ba tánh ba hồng bất rơi, tu cầu cha mẹ thánh thơi quốc dương thi thổ chiều mơi phản hồi, tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi toàn thế. Thấy không, chỉ cầu nguyện thôi, thành tâm cầu nguyện thôi thì cũng được, cũng tròn chứ hiếu vậy. Với ở kề gì mà bà con không có làm được cái chứ hiếu, rồi không làm được chung với đất nước đó, như đứa ơn đất nước tôi nói bây giờ đó, được ơn đồng bào nhân lợi đền cũng dễ thôi. Bây giờ hồi đó mình còn nhỏ, năm bảy tuổi làm sao mình biết cái gì hiếu thảo, mình không hiểu. Bây giờ cha mẹ ông bà mình chết hết trơn rồi, mình coi giáo lý của thầy dạy rồi, tu cầu cứu giấc tổ tông với cho ba tánh máu hồng bất rỡ, đó là mình cầu cho
cha mẹ ông bà mình đền ơn cho của mình đất tổ, rồi đền ơn cho đồng bào nhân loại đó. Yeah. Tôi cầu quá tính đến thôi. Quốc vương thiếu thổ chiều mai mà hồi là cầu cho đất nước luôn. Đủ hết rồi, thời gian như mình đọc theo mình lại gì thôi là đủ rồi. Thấy không? Dễ ở tu mà bà con không tu mà chi đó là tôi khó tu quá. Nghèo khó tu quá. Tôi không được, phải giàu giàu khó tu. Giàu mấy ông còn khó tu nữa. Giàu ông lo mê danh lợi gì, đâu có nghỉ ngày đâu có được. Cái cơ sở tôi mạnh đây mà tôi vắng ngày đâu được. Thấy không? Thành ra bây giờ không tu á, cái người không chịu tu rồi nghèo tu không được, mà người không chịu tu rồi giàu tu không được, mà người muốn chí quyết tu rồi là giàu nghèo cũng tu được hết, do nên mình thôi. Đó, thành ra tôi xác nhận cái chỗ này cho bà con hiểu chỗ này, chứ đừng nói nghèo thiếu nợ thiếu tiền nợ nần ta rồi tu không được, vẫn tu được hết, áp dụng theo cái phương pháp mà niệm Phật thôi, rồi cúng lại mà ngăn rồi có chịu gì cúng lại thôi, làm hiền lành đi, không làm gì mà cho người ta thả hậu thì buồn phiền đi. Làm gì cũng đúng đắn ngay thẳng hết thì đâu ai buồn phiền. Đó. Làm hiền lành hơn tụng hơn hả? Hãy tưởng Phật hay không có ré. Đó. Như vậy là cũng tu được vậy. Yeah. Chứ đâu phải mà hề đợi giàu mới tu được. Ông giàu ông khó tu nữa. Cái cơ sở vậy ông nghỉ một ngày không được. Ông phải mất đi mạnh. Cũng như tiệm vàng á. Tiệm vàng thằng Kịch á. Ông nó báo vàng rồi. Tôi hỏi nó đó, trời anh ơi. Nhiều khi á. Trên sáng vậy mà không có lợi chợ mà ăn cháo hay ăn cơm gì được. Điện đó em lợi không à. Mà ai cứ mời nó cứ gì là gửi không à, không có đi được. Có quẩn đâu đi. Yeah. Xem coi nhà cửa bán buôn rồi xem coi. Sợ người ta vô đi giật này kia rồi bây giờ là nó bọn ác nhiều. Ra cái đâu có quẩn đi. Yeah. Đi đám cưới là gửi tiền không, ai có mời là gửi tiền không. Đó, như vậy đó. Rồi cái ông này cũng sang thôi, tôi giàu nhưng mà tôi bận công chuyện quá tôi không được. Còn thiếu người ta giàu người ta cũng vẫn tu được. Ông giữ giữ nhưng mà ông Nam Mô Phật, Nam Mô Phật đi. Ông làm cái chuyện ông bán vàng cũng bình thường như người ta thôi, đừng bóng mắt người ta thôi. Thì cũng có bước vậy. Rồi cái xã hội ấy, có ai khổ sở thì mình cũng giúp vô. Đó là cũng tu được vậy. Yeah. Rồi cái bà nghèo á, bà mà ăn thì cứ giật mà ăn. Rồi bà lo niệm Phật, bà lo làm ngay thẳng đúng đắn chân thật đi. Thì cũng là tu, cũng được vậy. Rồi bà không tu mà quản cái lợi xúm năm bảy bà nói chuyện này chuyện kia không, chuyện thiên hạ không, mà Phật này mình không nhớ, mình niệm Nam Mô mình ở thôi, mình quản thôi, mình ở nhà mình đưa cái giọng lên mình Nam Mô Phật, Nam Mô gì Phật, ha, bắt giảng kinh đồ nghe để mình làm theo cái lời Phật dạy phải của thầy của tổ, đừng có nhúm năm bảy bà lợi đó nói chuyện người ta không, mình nói chuyện người ta rồi con cháu đi ngang cái người ta nói bà đó nói chuyện nói bà nội vậy đó bà nội, rồi cái ta lại hỏi mình cái có chuyện nữa, đâu chối tính mình. À, thành ra xẹp cái chuyện TV đó đi. Mình quản đãi mình ngồi ở nhà mình niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật ha, bắt cái mê giảng lên mình nghe. Để mình biết cái lời lẽ nào của thầy dạy mình. Đúng đắn ngay thẳng chân thật mình làm theo. Đó. Rồi mình niệm Phật. Tu vậy thôi chứ đâu phải tu mà mất bà con làm cái gì đâu mà bà con giàu tu không được mà nghèo tu không được. Rốt cuộc rồi tôi xác định là nghèo giàu gì tôi cũng được hết. Miễn người muốn chí quyết muốn tu là được. Yeah. Còn không muốn tu rồi thì đổ thừa cho hoàn cảnh không à. Yeah. Đó. Bởi đức thầy có nói đó, bởi không tu vì bởi không ưa, bởi không ưa hả, bắt giảng kinh tao nhức đầu quá ha, nói tao nhức đầu quá, dẹp đi dẹp đi, tao nhức đầu quá, bắt giảng thì tao nhức đầu quá tao không nổi, còn bắt phim ca thì không nhức đầu. Thành ra mấy quý vị vậy là tôi xác định với quý vị là quý vị không có duyên với Phật, những người đó là không có duyên với Phật. Yeah. Thành ra nghe giáo lý của thầy nhức đầu, mà bà kể nhức đầu đi, bà con ráng nghe vài lần cái bà con hết nhức đầu, cái bà con chư thần độ bà con, hiểu cái lý tu của bà con là tu theo thì bà con đó xếp lên, bà con nghe kinh giảng bà con chịu, bà con khoái à, bà con thích à. Thì đó là bà con thâm nhập vào cái đạo của thầy rồi. Như vậy là bà con có duyên với Phật. Yeah. Bây giờ á, bởi vì thời kỳ này sao? Thời kỳ gấp rút rồi. Thành ra ông Phật ông mới xuống. Ông mới nói đủ thứ hết á. Ông mới chỉ dạy cho mình tu, khuyên trong đi thứ bước vào đường tu. Nay đà gần cuối mùa thu, hết ngu tới dạy công phu gần thành. Đó. Bây giờ á, thành ra ông giảng xưa cũng chia sẻ mình câu nè. Ông nói cái tai nạn này gớm lắm nghe. Mà ông nói nè,
cái tai nạn này chiến tranh cũng do trời khiến, cái thời kỳ cuối rồi trời khiến làm cho cái số đó trả quả vậy đó, rồi đau bệnh cũng trời khiến cho số trả quả mà một số đó, rồi Trung Quốc nè một ngày mà bão bốn chỗ, bốn cái cơn bão cái nước Trung Quốc nó bắt lên đài tôi nghe thôi, người ta chết chóc không biết bao nhiêu nói đó, thành ra cái tai nạn khổ sở vậy đó. Bà ông mới nói tai nạn trời xuống trốn lăn xăng, nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch đó, cũng là nạn trời khiến không đó, chứ đâu có chúng sanh làm được. Tai nạn trời xuống trốn lăn xăng, nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch. Ôn dịch là cái dịch bệnh đó. Còn nạn ban trái xương phần con nít, nạn ban trái là con nít chết nhiều lắm. Nạn chìm ghe là lão áo bất tồn, nạn hổ lan ác thú hết hồn. Hổ lan là gì? Hổ lan là hùm beo tây tượng bổn bề lại thêm ác thú mãn xà đứa to đó. Đó là hổ lan, là những cái con đó nó xuống ăn thịt mình. Nạn chết đói ó rằng mổ cắn, còn nạn giặc giả chạy thêm cống cẳng, té ngã lăn chân thẳng chân dùng. Thật ngày xưa dạy bảo bất tuân, thật ngày xưa dạy bảo bất tuân. Bất là gì? Bất là chẳng. Tuân là gì? Tuân là chẳng có làm theo. Thành ra chỉ dạy mình mà mình không có làm theo, thành ra mới bị cái tai nạn này á, thì Phật không cứu được. Thành ra bà con á, nếu sợ, nếu biết cái cảnh khổ sở thì mình muốn rời cái bản thân mình đừng cho khổ sở, thì mình để hãy tu. Mà Đức Thầy á, cũng có nói cho mình biết lâu lắm rồi. Thầy nói á, ai biết đường thì sớm tổ đạo, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Đó, bây giờ chia sẻ bà con chút, chữ tổ là gì? Ai biết đường thì sớm tổ đạo. Tổ là chạy, đạo là trốn. Mà chạy đâu? Chạy cho khỏi, đừng có gần cái danh, cái lợi, cái tình, cái quyền, cái thế, cái tham sân si nhân ngã. Chạy cái tứ đổ tường cho có nhiễm giàu, người tránh xa mới gọi trí cao. Xa bốn vách mang điều nhau nhúng, muốn tu tỉnh ai đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lạnh. Bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lạnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nản, miễn cho đời hiểu rõ đạo màu. Rộng nói thêm cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu. Rồi ngó dạng vật đài lầu chẳng có, sau này chết rồi ngó dạng vật đài lầu đâu có. Rồi xong với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy đó đặng nào. Thành ra cảnh này cảnh khổ lắm mà con. Thành ra bà con biết như vậy á, răng khuyên trong lê thứ bước vào đường tu, vô tu đi mới khỏi cái tai nạn, cái khổ sở. Tu này á, thời kỳ này tu bà con có phước lắm mới gặp thời kỳ đại sát của Phật. Mà giảng xưa có nói đó, thời mạt pháp Phật trời đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Rồi về bản á, người lại có liên quê đỡ gốc, lợi lại còn thêm lộng báo che thân, lần này là dịp thoát trần, nếu không tu thì chẳng có còn lần nào tu. Mà ông nói cái cho mình thấy nè, mà nếu mấy cái này mà mình không chịu tu nữa là gì, là mình vừa rồi đó. Gặp cổ não và Phật không cứu là vừa đó. Ông nói đời thời mạt pháp trời Phật thả tù, niệm Phật một tiếng Phật bù cho 10 câu. Thấy không? Thấy ảnh hưởng cái đó là ghê không? Đó. Mình niệm Phật một tiếng mà Phật bù cho mình 10 tiếng. Thành ra bây giờ tu nó dễ dàng vậy đó. Chỉ có một kiếp này là được Tây Phương hồi hướng rồi. Mà bà con không tu thì bà con tới chừng lập hậu là xác hồn cũng tiêu luôn. Thầy nói tôi nói theo nha, chứ tôi mà sự thật, ông sư giải bán khoai ông cũng nói rõ ràng vậy đó. Kỳ này mà không tu rồi tới chừng, tới thời kỳ thiết lập hội Long Hoa là Thượng Quan Thế Đức, là người nào mà không giữ là tiêu diệt luôn, không còn đầu thai nữa, linh hồn đánh đọ ra tro bụi luôn. Mà Đức Thầy cũng xác nhận, Đức Thầy cũng nói nè, chứ không phải tôi nói nha, cái này đọc theo nguyên văn của Đức Thầy thôi. Mà Đức Thầy nói tới kỳ lập hội xác hồn cũng tiêu đó. Mà cái kia thầy nói chỗ khác, thầy nói nè, hổ lan ác thú ở muôn bày lớp chạy, sau này đa đoan ai mà ăn ở nghìn ngàn, đón đường nó bắt xe tan xác hồn đó. Đón đường nó bắt xe tan ăn cái xác mà cái hồn cũng tan luôn đó. Rồi ông lặp lại hai câu nè,
chữ rằng quả phước vô môn, đáo đầu rồi cũng sát hồn tiêu tan đó, cũng tiêu tan nữa, hai câu nữa cũng đáo là nếu kỳ này mà không tu là sát hồn cũng tiêu tan hết đó. Đức thầy nói, tôi nói chia sẻ bằng sự thật cho bà con là nghe để bà con nếu muốn còn sống sót lập hội Long Hoa, sống sót ở sống ở đời thương quân thánh đức là con người sống tới 10.800 năm rồi quý vị ơi, 10.800 năm là con người đó là không đau không bệnh chẳng ngày nào lo. Chứ sông nè, nước bên này thì chảy xuống nè, gió chảy xuống, nước chảy xuống qua bờ dách bên kia, nước chảy lên, gió thổi lên, thổi lên đi nước này, mà cái nào cũng gió xuôi nước xuôi không. Đó rồi cái đời đó đó ăn ở thịnh hòa lắm, không ai rầy gà gây gỗ dai, ai cũng thương với nhau như anh em ruột của nhà hết trơn á. Mà cái nhà đó đó, cái thời kỳ đó, thời kỳ mà đức thầy nói là gia vô bế hộ, nghĩa là ngủ mình ngầm ngủ đi nhà không có đóng cửa, của rơi ngoài đường là để về 5-7 ngày rồi vớt tiền vớt vàng cũng không ai lấy, 5-7 ngày thì mình lợi mình lấy thôi chứ không ai lấy. Lúc đó vàng tiền bạc nhóc cái trơn đâu có ai cũng có hết á. Mà thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi. Ai cũng có tiền, ai cũng có vàng, ai đâu có đói đâu có khổ đâu, có thiếu gì đâu mà đi trộm cắp mà tiền người rớt ngoài không ao lê lượm. Thành ra cái đời đó rồi đức Quỳnh giáo chủ, đức thầy mình á mới nói thêm cho mình biết nè, thuận hòa trăm họ đòi an lạc. Cái đời đó là thuận hòa đó, trăm họ đòi an lạc, không phải nước Việt Nam mình mà an lạc không, mà thế giới ngoài nước người ta cũng như nước mình an lạc, ai ai cũng là sống lâu sâu lâu muôn tuổi mà không bệnh không già không lo. Đó đức thầy mới nói thuận hòa trăm họ đòi an lạc, chừng ấy xe tiên thế giáp vậy. Xe tiên là xe gì? Xe tiên là cái xe không quả đó. Người sống qua đời thương quân rồi muốn đi xe dịch đây tới thành phố thì hiện với giờ mình cái chiếc xe phong quả của Nha Trang đi đó, là hiện ra một cái là nháy mắt tức tắc là nheo con mắt là tới thành phố rồi, nheo con mắt là tới bên Mỹ rồi, nheo con mắt là tới nước Pháp rồi. Nó mau tưởng tượng đó là đi bằng thần thông không có gì. Nó con người như vậy, sống như vậy á mình mới cần tu. Cõi này là cõi khổ đau, cõi chết chóc, cõi này là cõi là chết già, chết yểu, chết bệnh hoạn. Cõi này là mới sanh ra rồi chết, 53 tuổi cũng chết, 90 tuổi chết, 20 tuổi cũng chết, 70 tuổi, 100 tuổi cũng chết, không ai sống lâu hết, 100 tuổi trở lại cũng chết. Còn đời kia ta sống 10.800 năm nữa, nhưng mà cái đời hồi xưa có ông mình tổ đó, ông sống 800 tuổi đó. Bởi thầy có nhắc mấy ai trăm tuổi ở đời được như bành tổ mà rời lại danh, ông bành tổ hồi xưa ông sống tới 800 tuổi có mình ở đậm thôi chứ không nhiều. Bây giờ mình đây nghe sống 120-130 độ nước Nhật rồi có một người vậy thôi chứ không có nhiều. Mình đây kiếm 100 tuổi là trong quận Nhân Phú là một hai người thôi chứ không có nhiều, cũng có gì mà nó ít mà chết yểu. Bởi vì thầy cho biết rồi, thầy nói đời hạ quân hai chết tuổi xanh như thở trước nhan hồi còn trẻ, nhan hồi đó có 31 tuổi chết. Thành ra bây giờ cái đời này đó khiến cái đời hỗn độn, cái đời này khổ. Cũng như cái lu mà mình uống hết 90% rồi còn có 10% nước dưới này hả, mình đụng nước là nước nó cặn nó lên. Đụng nước là cặn lên thì cái đời này khổ đau cũng vậy đó. Mình chích một lời nói thì có cái chuyện rồi, thấy không? Mình chích chút xíu thì sớm chồng có cái chuyện đó, có chuyện đầy ra, có chuyện là quánh lộn lão đó. Hồi sáng tôi bắt cái mạng đó, tôi xúm nhau nhậu bên Mỹ đó nghe. Thằng tôi le đó, tôi đi nó kể, nó nói xúm nhau nhậu, ăn nhậu nhậu rồi không biết nói cái vấn đề gì đó mà hai ông nhau bắt quà nhau, hai ý kiến nhau rồi ông kia chạy vô trong bếp lấy cái dao ra đâm ông này chết tại chỗ luôn. Chỉ có lời nói không, nhậu chung mà lời nói không mà còn đâm mạng người chết. Bởi cái đời gặp mà đức thầy nói gặp ngặt phải nhầm đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử đã rồi, chúng cái đời này cái đời hỗn độn, trên không nhường dưới, không có nhường trên, trên không biết thương dưới. Thành ra chỉ một câu nói thôi mà không có để hòa giải được. Thôi ta nói hơn mình Nam Mô Phật mình im đi. Nói không hù hợp với mình, ta nói mình quấy cũng được, mình im thì nó đâu có chuyện. Thành ra cái đời hỗn độn này nó mới vậy. Mà đức thầy nè, ai hiểu nghĩa hai câu nói, cái câu nói này của đức thầy nè thì sống với thế gian mình hòa nhã lắm.
Đức thầy có nói trẻ với già dùng hai chữ từ khiêm thầy không thấy loạn lưng nền căn kỷ. Đó, cái câu này rất hay nhưng mà nó ngắn gọn thôi, tôi để chia sẻ và còn vớt chỗ này chút xíu thôi để cho những giới trẻ với già hiểu cái lời lẽ của Đức thầy nói, mà cư xử kẻ lớn với cư xử gì nhỏ, người nhỏ phải biết tôn trọng nhường nhịn cái người lớn thì hai bên hòa nhã hết. Trẻ với già dùng hai chữ từ khiêm, trẻ tức là người nhỏ, già tức là người lớn tuổi, dùng hai chữ từ khiêm. Từ là gì? Mình lớn, cái nó nhỏ nó còn trẻ tức là nhỏ, nó có nói gì hơi hỗn ẩu hòa phạm hơn mình chút thì mình dùng cái chữ từ. Từ là gì? Từ là thương xót. Ôi thằng này nó con cháu mà nó nhỏ mà nó cũng chưa ăn chưa no lo chưa tới, nó có nói gì mình chút đỉnh thì thôi, hơi phạm phượng mình qua thôi, mình càng thương nó nữa, mình đừng giận nó mà mình càng thương nó. Nói với mày, nói với tao, tao vui vẻ không có nói gì, nhưng mà mày nói với người khác người ta không có thương mày, người ta bắt bẻ này kìa kia, chứ ông thương mày lắm, ông không có giận hờn gì mày hết trơn á, tại vì mày còn nhỏ ăn chưa no chưa tới thì ra nói dù đó chơi ông thì ông không có nghĩ, ông cũng thương con cháu lắm, con cháu già dột mới nói chứ nói đó, thành ra tao thương mày thôi, mai mốt gặp những người khác đừng có nói vậy nghe, mình phải thương xót đó. Thì nó hòa nhã, ngắn cái nó nói hơi hổn mình, cái mình tao vậy mà lớn thằng cha mày ông nội mày, mày nói chuyện tao vậy hả, thì bắt đầu chữ thì ra hai bên có chuyện. Đó rồi á, rồi trẻ đối với già là phải khiêm. Khiêm là gì? Khiêm là khiêm nhường, mình nhỏ mình nói với người lớn cũng phải có lễ độ, có phải khiêm nhường. Chồng cô bác người ta lớn tuổi hơn mình, ta có nói hơn mình chút đỉnh, có mắng chửi gì mình là con cháu, mình kể đi con cháu ổng đi, ổng cha mẹ mình cô bác mình đi xử mình cũng đâu có sao. Vậy thì sao nó im đó, mình biết khiêm nhường từ người lớn thì ai cũng biết gì hai chữ này thì hòa nhã hết trơn, thấy không? Trẻ, bởi vậy thầy có nói trẻ với già dùng hai chữ từ khiêm thì mới không loạn lưng nền căn kỷ. Bây giờ mình già mình gặp con cháu nào đẹp gì đẹp kể đó, đôi cái đó là dặn, đó dặn con cháu thì mình nghĩ nó con cháu mình đâu có loạn lưng nền căn kỷ được, thấy không? Dạ hay. Rồi tội đạo tô chúa chặt dình câu chung thủy, mà đạo thầy trò mà khắc cốt chứ xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến khác. Ông dạy này cái ngũ thường biết lễ nghĩa kính khi yêu cùng cô bác nội tâm cùng ngoại tổ với cậu gì, nó ăn ở như vậy đó thì sớm chồm xã hội con cháu ông bà gì là vui vẻ đó. Thành ra nó mới hiểu cái nghĩa của thầy đó, mình làm theo đúng, còn không hiểu của thầy rồi ô mày nhỏ mà mày phạm thượng tao cỡ ông nội mày, cha mày, ông nội mày, ông cha mày chưa dám nói tao vậy mà mày nói vậy. Thì người ta mình không biết thương nó, rồi nó mới thấy mình chửi quá thì nó mắc cỡ người ta rồi, chứ bạn bè nó thì nó mới sực mình. Thành ra chỉ không có hiểu cái nghĩa của thầy nói thôi mà không có xử lý được xã hội sớm chồm được yên bình, thấy không? Hiểu cái nghĩa này là sống đời khỏe ra. Đi tới đâu tôi đi tới đâu nè, người ta hay nói chuyện tôi, người ta hay hỏi tôi lắm, hỏi cái gì tôi biết, cái gì tôi nói đấy, còn không biết thôi. Cũng có một số thiểu số ít cái người ngoài đời mình nói người ta không chịu, ta chở chỏi à, chở chỏi thôi nói tiếng rồi thôi kiếp cô bác tôi còn số nhiều quá tôi đi bác thế thôi, im nó có gì đâu. Bây giờ ông nào chửi tôi tối ngày cũng được, không nói, nhưng mà mình tạo nghiệp cho ông đó, mang cái tội. Chứ đừng nên đi mà hơn thua so đo với ông làm gì, thấy không? Thầy ra phải biết cái nghĩa thầy dạy vậy đó, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quá, chữ gây gỗ mới vừa thắp sáng, chữ từ bi ta diệt nó liền, chữ sự quán thù mà đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Chinh theo mấy cái chữ này mới được, mình đừng có tức. Bây giờ ông Thánh ông nói nè, mình theo lời ông Thánh nè, ông Thánh dạy nè, quân tử như thủy, như thủy, cái người quân tử á tánh nguội lạnh như nước, mà nước làm sao, nước hay lắm nghe bà con, không biết sao chứ sao tôi thấy nước là hay lắm đó, học tôi thấy nước hay lắm đó, tại sao bây giờ tôi sẽ bất khoát chút xíu mà nè bà con thôi, chứ tôi cũng không biết lý nghĩa cao sâu mà nhiều nữa mà giải theo cao sâu, tôi hiểu theo cái hiểu ý của tôi biết phốc phớt chút đỉnh thôi. Bây giờ với bà con đào con kinh thắng băng thì nước cũng chảy thắng băng, mà con kinh quẹo thì nước cũng theo cái quẹo đó, mà nó chảy theo cái quẹo đó.
thì người quân tử tánh như thủy, thủy là sao? Đó, hiểu nghĩa đó là thấy không? Như vậy mới sống đời mà không khổ còn gì đời. Không bị một lời nói người ta mà mình khổ. Mà mình sống mình không biết như thủy, không biết nhẫn hòa như lời thầy dạy. Thầy nói nặng mình chút thì tâm mình khổ lắm, mà bực tức lên mình lợi nói. Mày nói tao 1 tiếng, tao nói mày 5-7 tiếng thì có chuyện. Chứ nó quen mồm nó nói vậy thôi, cũng như nước đổ ra môn, không có nhầm gì mình hết trơn á. Hơi sức nào mà giận hờn nó. Nó không biết đạo nó mới vậy, chứ người biết đạo ai dám nói lời nói vậy. Thành thì mình thông cảm nó, mình thương nó mới phải. Đừng nên giận. Rồi khi nào có cái chuyện gì đó, thời gian nào thích hợp mình khuyên nó. Đừng có chữ thề thốt nó tội lắm. Chữ thề đéo mẹ, đéo cha, niệm Phật, không dám mà tội xa diêm đình, ông Ba Thới không nói đó. Tôi á, là nhà tôi chữ thề nhưng mà mình cũng không có đồng ý, nhưng mà không có dám nói. Không dám nói. Mình để cái chờ thời gian nào thích hợp mình nói nó. Cho nó chơi với bè bạn lung tung, mình nói cái nhiều khi tự ái nó cử thôi. Phải biết cái chỗ đó chứ không phải mà muốn nói lúc nào cũng nói được. Thấy không? Đạo lý phải dùng cho đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc. Ta đừng bạn bè lung tung, ông lợi ông sửa ta rồi nó mắc khở bạn bè ta rồi nhiều khi ta cử. Có một mình đó mình mới nói nó. Thấy không? Chuyện phải qua đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc. Chứ không phải gọi mình lớn mình đó ông bà cái cháu ruột của mình thôi mà mình chữ nhiều khi nó mình la nó nhiều khi nó mắc cỡ bạn bè nó cũng cự mình. Thấy không? Thành ra phải biết cái ý như vậy đó mình phải ở đời mới được. Thành ra bây giờ cũng xin đọc với bà con hai khoản giảng chưa đó, mà để nói cái này tính nói kia mà quên phớt rồi, quên tu nó có lợi lắm đó. Mà giảng chưa cũng nói tu một thở cứu thân vĩnh kiếp mà độ cứu được mà mình còn độ mẹ cha, thiền to một chiếc sấm ra tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, dấu Phật tổ còn ghi rõ lắm, chân chúng sanh cần bấm đi theo, bấm đi theo cái gương của ổng, gương của ảnh đó. Ổng là tu hành đó, để cứu được tổ tông ông bà đó. Gương của ổng là gương đó, là lâu đài các ngọc đều bỏ đi tu đó. Tu mà no gương Đức Phật Thích Ca đó, giàu mà bỏ, không hưởng cảnh giàu mà hưởng cảnh nghèo. Chấp nhận hưởng cảnh nghèo, không để đi tu, tìm chân lý. Như vậy mới tu chánh đáng. Tu mà vô sản mới là chân chánh. Tu mà có tài sản nhiều là không có chân chánh được. Mặc dầu mình làm ăn chân chánh, có nhiều của gì tiền mình mà ăn đúng của mình làm mình ăn, nhưng mà lòng tham mình còn nhiều quá, ôm của nhiều quá. Mình phải hành theo phép ba xuống. Biết phép ba xuống không? Chưa, ông Chính giải bài cho bà con hiểu không Chính? Đó, mọi người giàu có quá phải hành theo pháp ba xuống của Phật. Ba xuống là gì? Ba xuống là buông xả, giúp đỡ cho đời, đem giúp của người cho người không mất, cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa anh. Đó, câu nói này nè, mấy bà con nghe hỏi hiểu làm sao đi. Dạ, quá hay. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa anh. Đó, giúp cho người cho hoài không mất, cứ bo bo giữ cất không còn. À, bo bo giữ cất không còn là sao? Đây nè, cái này ông Phật nói nè, ông ba ông nói nè, cái này là ông ba, không biết ông ba ông sư giải gì tôi cũng quên rồi, lâu quá rồi chỉ biết thôi chứ còn bây giờ quên không biết ông nào nói. Ông nói là cái của mình là của năm nhà, mặc dầu mình làm công mồ hôi sót mắt, mình làm ra cực khổ làm ra, mình làm chánh đáng đúng đắn, không lường gạt ai, không tham lạm của ai, không có lường công cháo đấu của ai, ngăn ngay sẵn thì đỡ, có ra mình rút mình là phước đi, mớ đi còn mớ để mà mình sống, để mình gây cái phước đức cho nhiều giữa sau này á, phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, thầy nói mà. Còn để tội nhiều quá thì xa đạ càng ngày thảm thê nghe. Chừng ấy á, xa đạ rồi mới chỉnh ghê đó. Thì ăn năn chẳng kịp khó bề tính toán.
Yeah. Chừng đó nó xuống cái địa ngục rồi, bị giam cầm rồi, đó, ăn năn thì nó muộn rồi. Có bề tính tan thì tính tan có được. Yeah. Lúc rồi bị cầm rồi tính tan gì nữa. Phải chịu thôi. Yeah. Đó. Thành ra tại tới đó thì nó muộn lắm. Mà xin chia sẻ bà hai câu, đọc hai câu của ông sư giải ông nói. Tạo của tiền con vợ ấm no, thác âm phủ một mình chịu khổ. Như vậy là mình thấy coi mình ngu mình không. Dạ. À, mình trí hay là mình ngu? Nếu mà ngu, vừa làm ăn có tiền có bạc, cho gia mình sống đầy đủ có dư, thì thầy nói nè, của dư cho mượn mới lạ, hảo tâm bố thí ngọc tà được lên. Dạ. À, cho mượn như vậy là cũng có phước, mà phước ít lắm. Rồi thầy mới khuyến khích mình tu thêm nữa nè, thu cao thêm nữa nè. Hảo tâm, hảo là tốt, có tâm tốt, bố thí là cho ngọc tà được lên, tức là ở trên, về ở trên là Tây Phương Cực Lạc, mà trên ngọc tà lên hoa sen ngồi lúc đó ngự hoa sen hả, thấy không? Như vậy mới được ngồi hoa sen. Chứ còn giữ hoài có của mà dư rồi anh em ruột đói khổ cũng không giúp, như vậy là tu không có cái tình thương, thì không có tình thương Phật đâu chứ. Và tư không có bốn lòng từ bi hỷ xả là không có tình thương. Yeah. Cái người nào hành theo bốn đức của Phật là từ bi hỷ xả, cái tu vậy mới có tình thương, ba đem tình thương ban rải khắp nơi nơi đó, như vậy mới phú đức nhiều. Mà là chỉ sống cho mình có dư giả chút đỉnh rồi, còn dư như mình ban bố cho người ta, thành ra mình mới có căn đức công cực khổ chuyện nhiều, phước đức mình lớn hơn không chuyện ấy đó. Mà ông nói nè, bởi kiếp trước mở hồ lô bố thí nên kiếp này mới địa vị giàu sang, nếu kiếp này mà bỏng sẻn tham gian thì kiếp sau đó khó nghèo nàn tát hết. Chứ đâu phải mà mình bằng giỏi mà mình được giàu đâu, không phải đâu, tại mình hiểu không hiểu đạo. Yeah. Thành ra mình nghĩ là mình có cái công, tôi hay hơn thế gian này, tôi hay hơn chú ba kia, tôi hay hơn chú tư nọ, tôi làm có ra dư giả giàu có, còn mấy ông kia dở quá mà nghèo, không phải đâu. Bởi vì á, bởi kiếp trước không mổ hồ lô bố thí nên kiếp này mới địa vị giàu sang, nếu kiếp này mình bỏng sẻn tham gian, mà nếu kiếp này mình biết mình kiếp trước bố thí mình giàu đó, bây giờ mình bố thí nữa thì kiếp sau mình giàu nữa. Yeah. À, kiếp này mình giàu mà mình không biết kiếp trước mình có tu bố thí mà mình chỉ hưởng cho gia đình mình không giúp đỡ ai, thì kiếp sau mình không có tạo phước, kiếp sau mình là nghèo khổ lợi dễ thôi. Mà ông nói thêm nè, đó cái này ông Phật nói thêm nè, bởi kiếp trước có tu nên mới được giàu, thấy không? Bởi kiếp trước có tu nên mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao? Thì kiếp này mình sung sướng quá, tiền bạc nhà cửa đất cát nhiều rồi, là sắm xe sắm cộ đi đâu cũng là mặt mày là tư rối trơn, ai cũng là thấy gì mình giàu, ai cũng hân hoan, ai cũng mừng rỡ chào đón. Chứ nhưng mà mình chưa có biết kiếp trước mình có tu, phải kiếp trước có tu, kiếp này mà mình đi tu nữa đi, đặng kiếp sau mình giàu nữa. Yeah. Mà kiếp này mình không tu á thì kiếp sau á thì mình không có giúp đỡ ai, tức là mình không làm phước ai, tức là kiếp sau mình nghèo rồi. Bởi nó kiếp phước trước có tu nên mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao. Nó rộng hơn thêm câu thứ ba nè, sống đo bòn mót tham nhiều quá, đã giàu mà còn bòn mót tham nhiều nữa, cho bằng cho dư nhiều nữa. Rồi ông mới nói câu thứ tư là chết có mang theo được chút nào, không mang theo được chút nào. Nếu mình thức tỉnh cái này, mình vừa sống cho mình có dư giả mới rồi còn dư nữa. Thầy nói là của dư cho mượn mới là hảo tâm bố tí, lúc đó cái ngọc tà được lên, mình bố thí cho nhiều thì mình ngồi ngôi cao thế thôi. Yeah. Đó là phương pháp của anh chia sẻ tận định với chị. Mấy chị bố thí ít thì cái công cái ngôi chị ngồi thấp, mà quý vị bố thí nhiều thì quý vị ngồi ngôi cao. Yeah. Trên hoa sen, nhưng mà hoa sen thượng thượng. Yeah. Còn ai thấp nữa là trung, ai thấp nữa hạ vậy thôi đó. Bây giờ chia sẻ chứ bà con một chút cái này nữa nè. Thành ra cái chuyện tu nó sự vậy đó, ai mà được là phước nhiều thì ngồi quá cao, à ai được phước ít thì ngồi quá thấp chút thôi đó. Mà trong kinh Phật cũng có nói một đoạn rồi, chết rồi tiền của chẳng đem theo, đừng sợ cho đi hết của nghèo,
cho được càng nhiều thêm phước lớn. Nhân nào quả nay có đeo theo, nhân nào quả nay nó đeo theo, phước đức càng nhiều thêm gấp bội. Những người làm phước ít khi nghèo, bao ngàn kẻ trước gương làm phước, phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Mình làm phước càng nhiều thì cái tai nạn đó, thì có chư thần đỡ, không có mang nạn, không mang tai, không mang khổ, thấy không? Đó, vì chia sẻ phước nè, chết rồi tiền của chẳng đem theo thì không ai đem theo được gì chứ. Đừng sợ cho đi chết hết của nghèo, hết của, sợ mình cho nhiều quá rồi mình hết của mình nghèo, nó không có nghèo, mình cho mình cũng phải còn giữ lại mớ mình sống chứ đâu phải cho hết. Yeah. Không, cái gì cũng vậy, tu thủ tu trước, dư tôi mới cho. Yeah. Nhưng mà cho hết cái dư của tôi đó, rồi còn nhiêu tôi sống nhiều đó, đừng có sợ nghèo. Như vậy đó mình mần ăn mà có nữa không thấy nghe ghen rồi cơm thịt xanh sao? Yeah. Bới hoài mà vẫn còn hoài. Yeah. Đem ra bờ nữa giữa quân sĩ mà bới hoài, bới cái nồi cơm gia trí mà bới rồi hết chén này thì là cơm có trong nồi đầy lợi, bới hoài với cả quân sĩ ăn không hết, sao có ngân sách. Thì mình là phước cũng vậy đó bà con ơi, đừng có sợ nghèo. Yeah. Bữa nay chia sẻ thật đó, cho được thêm nhiều thì càng phước lớn, thấy không? Ông nói rằng cho được thêm nhiều thì càng phước lớn, nhân nào quả nấy nó đeo theo. Mình tạo duyên lành thì duyên lành nó đeo theo mình, nó đi theo mình, chứ duyên ác không đi theo mình được. Yeah. Mà mình không có làm lành, mình làm ác thì cái duyên ác đi theo mình, chứ duyên lành không theo mình được. Yeah. Bà tôi phân tích bà con hai cái này rõ ràng chứ. Nhân nào quả nấy nó đeo theo. Mình bố thí là phước thì cái phước nó theo mình, không có làm mà giữ thì cái giữ không theo mình được. Yeah. Mà nếu làm giữ không làm phước thì cái giữ nó theo mình. Cái mặt kiến à, ông mẫn cái màu xanh thì vô kiến dòm thì màu xanh. Yeah. Mặt màu trắng thì dòm vô kiến dòm màu trắng vậy thôi, đâu có mẫn màu xanh mà dòm thấy màu trắng được đó. Thì mình cho nhiều thì phước càng thêm lớn, nhân nào quả nấy nó đeo theo, phước đức càng nhiều thêm gấp bội. Thì những người làm phước ít khi nghèo, đó, cái người làm phước là đâu có nghèo, thưởng hết cái này kiếp trước kiếp sau người ta cũng đào thai chỗ giàu nữa, thấy không? Yeah. Làm phước nữa thì cũng tiếp sau vào nữa. Bao ngàn kẻ trước gương làm phước, phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Yeah. Là mình cho có phước đức càng nhiều đi thì có chư thần hộ mình, tai nạn gì cũng qua hết, không có cái quả nó đeo theo mình, tai nạn gì thần cũng đổ mình hết. Yeah. Mà đức thầy có nói nữa nè, niệm chữ Di Đà tan chiến nghiệp. Yeah. Thiền từ thầy rước nào đó bọc. Yeah. Rồi bây giờ bữa nay chia sẻ chút chỗ này cho bà con nào mà hầu đạo giờ chưa tu, chưa biết là tu, chỉ lo sống ở ngoài đời, rồi thấy cảnh này đồng đạo lên mạng quá nhiều đi, rồi nói cảnh mà khổ thảm đau ốm bệnh hoạn chết chóc, rồi chiến tranh tàn khốc, là tới cái sợ cái chiến tranh nó bùng nổ rồi cái bom nguyên tử nó nổ lên cái thì ở đây là mình cũng khổ cũng chết dữ lắm, chứ không phải ở ngoài mà mình ở ngoài nó chết rồi mà mình ở ngoài này xa là cũng cái hơi gió qua gió lai một ngọn thì nguy cả làng. Yeah. Về cái thổi mà cái khói nguyên tử cái làng là thổi là cái làng nào là làng nó chết nguyên cả làng, nó đập vậy đó, không thấy không? Tạo sắt vậy mà để vô cháy là sắt gan gì nó cũng cháy hết trơn. Còn mình con người mình không bỏ gần đó là kể như là cây người nhà cửa gì cháy hết trơn, không còn. Yeah. Còn cái hơi gió thôi thổi mình cũng chết, hít thôi cái hơi đó cũng chết, thành ra nó khổ sở vậy đó. Thành ra bà con á, biết khổ sở vậy đó, thấy biển khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào những chỗ an cư. Chỗ an cư là chỗ nào? Chỉ có đường tu vô đó mới an cư thôi. Yeah. Còn ở ngoài đời á thì tranh luận với đời thì nó rất gần lần hết à, bị cảnh đời này nó giết từ từ hết à. Rồi á tránh khổ mà bà con không tránh cái khổ mới vô cái đạo được, mà không tránh cái khổ á, thì ở ngoài biển dơi á thì về đến thầy của nó dòm biển trần sống khổ dơi lao với khổ lo chẳng xiết đó, thầy cho mình biết là chẳng xiết rồi. Yeah. Là nhiều lắm. Chẳng xiết là nó nhiều lắm,
Thành ra mình nếu sợ nghe lời thầy nói như vậy, thầy nói không bao giờ sai cái chuyện nào đó. Mà thầy đã nói đây nè, mấy năm trí óc còn ghi lời thầy để lại, có thì sai không? Yeah. Có cái nào sai không? Đó thôi, mình lật kinh giảng của thầy mình nói vậy. Đó, ổng nói à, trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, nay khổ lao khó đứng mà khôn ngồi. Đó, rồi mình coi có ai răng không. Mà ông sư giải ông cũng nhắc qua đạn thời tiết, là ông nói đời là tận thế vậy mà, mùa nam gió bất, đông mà gió tây, mái trời nay đã đổi xây, công danh có một hội này mà thôi. Yeah. Đó, thành ra ông sư giải cũng công nhận ông Phật cũng là cái ông Đức Phật thời gian chuyển kiếp là ông sư giải, rồi ông sư giải mới chuyển kiếp là Đức Huỳnh Giới Chủ là thầy mình, thì cũng nói y ra vậy, không có sai. Bà con cứ tin tưởng theo giáo lý trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương với Đức Thầy mình tu, là đó là một gốc Phật Xà Xê An mà ra đời đó, là nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Ai mà tu theo á Phật Thích Ca là tu, ông tu rồi à, tức Phật Thích Ca ngày tu á, thì ngày tu á, ngày là làm vua thái tử rồi sao làm vua mà không làm, bỏ hoàng cung rồi đi tu. Mà người đời thường nói đó, ông Thánh cũng nói xả phú cầu bằng. Yeah. Xả tức là bỏ, phú là giàu, bỏ cái giàu, thế nay cái giàu mà đi bỏ, bởi người ta nói ông khùng. Yeah. Ông mới xưng ông khùng. Người ta là bằng ta kiếm có tiền nhiều, sắm vàng sắm vòng gì mà đất cát nhiều, mà còn ông giàu mà ông không có xe, ông không có hưởng cái giàu mà ông bỏ cái giàu, là xả phú, xả là bỏ, phú là giàu, là bỏ cái giàu. Cầu bằng, cầu là tìm kiếm, bằng là nghèo, là kiếm cái nghèo. Yeah. Ông tu trái hơn đời vậy đó, thành ra ông mới thành Phật. Còn thành ra ai tu mà lợi dụng tiền bạc quá thì cũng không được. Mà có bây giờ chính bản thân mình làm ra mà mình cất giữ cho nó nhiều đi, không bố thí cho ai hết, lòng tham mình quá nhiều, mình tham là tới chừng mình chết rồi mình còn tiếc nữa. gần chết mình còn biết nữa, còn tiếc nữa. Của tiền nhiều quá mà chết nó uổng. Yeah. Chết mà còn nối tiếc đi không đành mình á, rồi làm quan bự á, mình chết rồi chức cái quan bự của mình quá, làm tỉnh trưởng, làm mà chủ tịch nước, rồi làm mấy ông lớn giám đốc rồi đó, kết uổng lắm, tiếc lắm. Mấy ông này không bao giờ yên cái tâm cái trí của ông. Yeah. Đau sắp chết rồi mà không yên, mình chết uổng quá, mình làm giám đốc mà. Tiền vàng bạc giàu có mà chết rồi của cải không ai, mình không hưởng được nó tiếc. Thành ra bây giờ ông nào chích một mũi thuốc 500 triệu giờ mấy ông cũng chích, nhưng yeah, mà không có được, không được, tới giờ là phải tới đi. Giờ rồi, bởi vì ông Thánh ông nói đó, Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất du lưu nhân đáo ngũ canh, tức là Diêm Vương nhất định canh ba chết, thì canh ba ông lên bắt mình, chứ không có để mình tới cái năm đó, không có trễ được canh năm đâu. Dạ. Yeah. Thành ra cái chỗ đó bà con nên thức tỉnh. Bà con tham quá, mặc dầu cái của mình bằng ra tham quá cũng không được nữa. Tham quá mình còn lòng tham, mình còn nối tiếc đó, làm sao mình cái tâm mình được an đây. Yeah. Cái tâm mình không được an thì làm sao cái tâm mình thanh tịnh mà mình được sáng suốt cái bộ não mình mà mình thấy được cái đạo đó. Ta tu á, ông Phật muốn tu á thành tiên, thành Phật, thành thánh cũng là giữ cái tâm thanh tịnh, có tiền chia chác cho người ta hết, để tấm lòng mình không có bó buộc vào cái vàng, cái tiền, cái tiếc của, thương nhà tiếc của, biết hồi nào ui tới mình chạy giặt chạy giả rồi cái bảo lục, cái thương nhà tiếc của biết chừng nào ui, thì nó muộn rồi. Yeah. Lúc này bây giờ bố thí cho người ta đi mấy kiếm mới có được cái phước, chừng chạy giặt rồi ai cũng chạy chứ, đem cả đống qua đó rồi bây giờ mà ai cần, lúc đó ai cũng chạy chết hết trơn rồi, vàng người ta để trong tủ mà người ta còn không dám lấy ra nè. Dạ. Yeah. Ta chạy liền rồi, bây giờ chỉ cho bà con cái là bên Ulana, thằng Nga nó phục tên lửa qua sát bên nhà, nó nổ cái sát cái nhà đó là một trái bom tên lửa, cái nhà đó, cái lầu đó 2-3 tầng sạch xuống trên, chết hết trơn trong nhà đó luôn. Cái bà này sát bên cách 2-3 cái quá hoảng hồn, kêu chồng kêu con kêu cháu chạy chạy đi ôi, súng nổ đặng rồi nó sập nhà hết trơn rồi, nhà thằng ổi đặng nó sập hết trơn rồi, súng chạy mà lo kêu chồng kêu con kêu cháu không chứ tiền nhớ mà không dám lấy, kêu con giết ra. Lúc này mình ham tiền mở tủ ra cái nó hồi được cái hình gia đình mình, vợ chồng con cháu chết trơn. Yeah. Thành ra cấp rút bỏ
bỏ vàng không dám lấy, tiền không dám lấy, kêu vợ con cháu gì đi ra cho khỏi, đặng chị yên trở lại. Yeah. Mà không yên thì sụp canh banh thì cũng mất hết, thấy không? Yeah. Rồi tới chừng đó rồi á, tiền bạc không có đem theo được, không có cất được, rồi bỏ luôn mà không có phước đức nào hết trơn, bà con ơi. Đó. Mà ông sư giải ông nói nè, ông nói nè, cái tiền của này á, mình mà không chân chánh, bây giờ nói thẳng đi, bây giờ nó phớt thì bà con muốn hiểu cái nào hiểu. Nếu tiền bạc á, mình để đó nó nhiều quá, tới thời kỳ rồi á, nó không thành của mình, mình còn sống nè, mà nhưng mà không thành của mình. Yeah. Là ông nói thành gì? Thành của năm nhà. Năm nhà là gì? Một là bệ hạ tịch thâu. Tôi nói vậy thôi chứ không dám giải ha. Bà con nào hiểu sao hiểu. Một là bệ hạ tịch thâu. Hai là lửa cháy còn đâu của mình. Yeah. Ba là nước cuốn thình lình. Yeah. Bốn là con dại của mình phá tiêu. Yeah. Năm là trộm cướp làm liều, là nó vô nhà mình làm thí đại, nó ăn cướp của mình. Năm là trộm cướp làm liều, nghĩ si cho cạn như điều cho xong. Đó, cái cổ này nó sao tới thời kỳ thì mình không có cai quản được, không giữ được, không phải của mình. Là của một là bệ hạ tịch thâu nè. Hai là lửa cháy còn đâu của mình, là mình cháy nhà sạch trơn, không còn gì nữa. Yeah. Bốn là nước, ba là nước cuốn thình lình nè, năm là con dại của mình phá tiêu. À, mình giàu vậy chứ nó hút sách rồi đua xe hút sách xe bạn bè nó đó, mình không cho nó cũng cãi tủ nó lấy. Con dại của mình phá tiêu, năm là trộm cướp rào làm liều, nghĩ si cho cạn như rìu như sông. Thôi bây giờ bà con có dư viết mớ đi cho bà con giúp xã hội đi, giúp không có mất, rồi mình được cái phước. Mà Đức Thầy nói phước đức quý hơn bạc vàng. Những người bạc ác giàu sang hết gì, những người ác á, mà có tiền khối khối đóng đóng vàng dám đóng đi, cũng không có ích gì cho thế gian này chứ. Yeah. Không có ích gì xã hội chứ. Mà đem ba biết thương người ta làm phước, giúp cho người ta ta qua tai nạn khổ, mình được cái phước. Nhờ cái phước này sau này mình đau ốm bệnh hoạn chết chóc là hầm tha xấu bắt, hay là cái tai nạn giặc giả chiến tranh gì, có thằng độ mình, có thằng độ mình qua khỏi tai nạn. Bà con ráng tu đi rồi làm phước đi, chắc mẻ mà có cộng thêm làm sao làm phước đi, thì bà con vừa qua khỏi tai nạn, qua khỏi cái dịch bệnh, qua khỏi cái ốm đau, qua khỏi cái chết chóc đó. Yeah. Đó, thành ra mình đó, người làm phước rồi đi đâu cũng có thành trơn á. Bên tôi nói nãy đó, Đức Di Đà hiện chá hà quang, hiện hà quang hữu ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm như hiền đức. Những người hiền đức biết người đó hiền đức rồi, ổng mới cho dư thành lợi, dư độ mình. Sợ mình cái đời này vật chất văn minh chiều chuộng lắm, thành ra mình sợ mình sa ngã theo bạc, theo là danh lợi, rồi theo tiền tài, rồi theo là quyền thế, rồi mình trở lại con đường thế gian không tu. Thành ra không cho chư thần xuống độ cho mình tu siết tu mau, mà mình tu dán tinh tấn tin tưởng lúc nào cũng có phần gần thành gần mình đi, thì mình tu xin chính chắn vậy đi, thì lúc nào cũng có chư thần độ mình sáng bên đó, làm cái gì cũng khỏi tai qua nạn khỏi hết. Yeah. Cứ tinh tấn tu đi. À, bây giờ nãy giờ cũng lâu rồi, bây giờ chia sẻ cho bà con hai đoạn giảng nữa. Chứ thôi giờ chia sẻ đoạn này đi. Đoạn này nếu không tu thì sao cái này, cái này cũng gần gần cuối cuối cái đời thì đã nghe. Ông nói mắt nhìn thấy tứ duy hổ báo. Mắt nhìn thấy tứ duy hổ báo. Tai nghe rền cày cáo mày nanh, mảng xa núp ẩn rừng xanh, lội bơi uống khúc hoành hành gớm ghê. Kẻ ác đức hồn mê bất tỉnh, dưới sông thì lĩnh nghĩnh xấu to. Dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy dài dò người hung. Kẻ ác đức vô cùng sợ hãi, người tu hành chấm rãi bước đi. Nhờ ơn những bậc thần kỳ, thương người tu niệm hộ trì ngày đêm. Đó, tới thời kỳ rồi đó.
không phải tôi nói không phải bây giờ, ông Phật ông nói vậy đó, nhưng mà tới thời kỳ nó mới xuống mới ăn thịt như vậy. Yeah. Nhưng mà chưa tới thời kỳ, chừng nào tới thời kỳ rồi nó mới xuống. Chứ không phải mà tôi nói bây giờ. Ông không có nói ngày tháng nào, ông nói cái đến lúc đó nó vậy vậy, tôi cũng nói vậy chứ tôi không có nói ngày tháng nào hết. Yeah. Đó. Mà tới thời kỳ trời sai nó xuống, nó mới xuống. Cũng như đây nè, quỷ dương này cũng vậy nè, ma quỷ nè, mà chừng nào trời á có lệnh trời nó mới xuống. Yeah. Ta sao mà tại sao tôi biết, tôi không có biết đâu, nhưng mà thầy nói rồi, tôi dựa theo thầy tôi nói cho bà con nghe. Thầy nói nè, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, thấy không, tới thời kỳ. Yeah. Bà con phải hiểu cái nghĩa cho nó lành, chứ đừng ai nói tới đời nghe lời ta, tháng 9, tháng 10, tháng 7, tháng 8 rồi tới đời. Ông Phật ông không nói ngày giờ đâu. Yeah. Mà bà con á, mà nghe ai nói ngày giờ bà con á, xin huynh rồi lo bán đất bán giường không lo mần ăn rồi này kia. Tôi không phải vậy. Yeah. Tôi không phải vậy, tôi vẫn lo làm ăn, vẫn lo tu hiền, vẫn lo làm phước đức tới, không có ngưng cái việc tu hành, mà không ngưng việc làm ăn. Tôi phải dọn chọn hai bề làm ăn về lo tu hành, đừng nghe ai tới mà đồn người tới chừng là tới bà con biết đó, bà con cũng biết nữa. Bây giờ bà con không biết, tôi cũng không biết nữa, mà chứ đừng tới bà con biết rồi. Ở chỗ ổng có nói nhà giờ chi ba chi, ổng nói định nói ngày nói giờ thì bà con hả sợ. Còn cái này thì nói bớt bớt đổ theo rồi bà con tin theo rồi, có bà con chán nản không lo ăn rồi, không lo làm ăn rồi thất bại, vừa làm ăn vừa lo tu hành tinh. Yeah. Tấn mãi tới. Yeah. Và tới thời kỳ nó mới xuống, chứ không phải xuống lúc này. Nhưng bà con sợ á, tới lúc đó sau này cũng sẽ bị thì bà con ráng tu vậy thôi. Yeah. Chứ tôi nói không phải tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đâu, tôi muốn nói vậy. Ông nói không có ngày giờ, tôi nói không có ngày giờ. Nó y lan là của Phật thôi, không có dám đặt đêm tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 gì hết. Yeah. Bây giờ cũng lâu rồi, thôi thì chia kết thúc ha. Sẽ với bà con khúc giảng này nữa để kết thúc. Yeah. Trong giảng xưa cũng có nói để Phật để kết thúc cho mình đó. Thay nè, Phật nói tu mau kẻo trễ người ơi, long qua hội trường thi sắp mở rồi, đạo đức trường tồn khi đổi kiếp, gian tà đào thải lúc xa thay đời, ráng tu giúp ích cho nhân loại, mau dựng tình thương khắp mọi nơi. Chiến chót đò chiều gần tách bên, chần chờ lỡ dịp ác chơi dời. Đó. Yeah. Đó một đoạn là giảng xưa nói về cái đáng tu để dự hội năm qua, cũng chia sẻ với bà con bớt bớt và ít câu đó. Yeah. Thì tới đây nãy giờ cũng lâu. Yeah. Giờ xin kết thúc lời dài nơi đây. Yeah. Trước khi dứt lời cũng thành tâm cầu nguyện Đức Phật mười phương và hồng vận tam bảo của linh Đức Phật, Đức Thầy và chư thần độ cho tất cả đồng đạo nam nữ trẻ già trong nước và ngoài nước và cả thế giới này cũng được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, và cũng thế giới này cũng mau chấm dứt cái cảnh binh đao khói lửa, để cho tất cả chúng sanh được sống cái cảnh an cư lạc nghiệp, nơi nơi được an cư, nhà nhà được lạc nghiệp. Nếu nãy giờ tôi nói được bao nhiêu công đức cũng hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, ông bà chung của chúng ta, ông bà cha mẹ chung của chúng ta và tất cả chúng sanh trong cõi âm về trong 10 cửa ngục. Cũng nhờ công đức này mà được Đức Phật từ bi tiếp dẫn hết tất cả được vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh về miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.